Chào mừng quý khách đến với chương trình Hoàng Lâm TV. Hoàng Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, chuyên gia cho biết làn sóng thứ 3 của Covid-19 sẽ tồi tệ hơn so với 2 lần đầu tiên. Thứ hai, Ontario có gần 2.400 ca nhiễm Covid-19, hơn 1.000 ca nhiễm ở Toronto. Thứ ba, tin thị trường bất động sản. Bất động sản và coronavirus phần thứ ba. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, chuyên gia cho biết làn sóng thứ ba của Covid-19 sẽ tồi tệ hơn so với 2 lần đầu tiên. Bác sĩ hàng đầu của Ontario đã tuyên bố vào hôm thứ hai rằng tỉnh bang đang bước vào đợt thứ ba. Bác sĩ Adu Sakawi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nói với CTV News, tôi nghĩ rằng không thể tránh được đợt thứ ba, có khả năng sẽ tồi tệ hơn đợt thứ hai. Nhiều người trong chúng tôi cảm thấy rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Có nhiều yếu tố thúc đẩy sự gia tăng, nhưng bác sĩ chỉ ra rằng việc triển khai vaccine chậm và các biến thể mới là động lực chính của làn sóng lần thứ ba. Khoảng thời gian này, làn sóng lần thứ ba đang lây nhiễm sang những người trẻ tuổi. Chúng ta đang chứng kiến những người trẻ hơn, khỏe mạnh hơn nhiễm căn bệnh này bởi vì họ không được tiêm chủng và những biến thể này có khả năng tấn công vào tuổi trẻ. Tin thứ hai, Ontario có gần 2.400 ca nhiễm COVID-19, hơn 1.000 ca nhiễm ở Toronto. Tỉnh bang có 2.380 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 17 ca tử vong vào hôm thứ Năm. Đây là số ca nhiễm cao nhất mà tỉnh bang đã báo cáo kể từ ngày 24 tháng 1 năm nay. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm của tỉnh bang vẫn ở mức 3.8%, tỷ lệ một tuần trước đó là 3.5%. Có 1.016 ca nhiễm mới ở Toronto, 294 ca nhiễm ở Peel, 244 ở York và 152 ở Ottawa. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Bất động sản và coronavirus phần thứ ba. Trong video hôm qua, Hoàng Lâm nói về bất động sản của Canada trong thời gian đại dịch COVID-19 và những vấn đề liên quan như lãi suất, cung không đủ cầu, giá tăng cao, chuẩn bị trước khi đấu giá, tham quan bằng trực tuyến và tâm lý người dân Canada trong đại dịch dần dần. Hôm nay, Hoàng Lâm nói tiếp phần thứ ba. Thị trường bất động sản sau đại dịch COVID-19. Thị trường bất động sản có thể sẽ không bao giờ trở lại trạng thái giống như trước đại dịch COVID-19. Là cuộc khủng hoảng toàn cầu đang ảnh hưởng đến mọi người trên thế giới. Cơ hội đầu tư là vô tận. Với nhiều tin tốt về vaccine được triển khai mạnh tại Canada, một yếu tố quan trọng khác dẫn đến sự thay đổi của thị trường sau đại dịch là dòng đầu tư nước ngoài đổ vào khi biên giới được mở cửa trở lại. Một khi du lịch được phép trở lại và các nhà đầu tư từ thị trường quốc tế được phép mua nhà, Canada sẽ chứng kiến sự thúc đẩy kinh tế liên quan đến đầu tư vào bất động sản. Các nhà đầu tư đang nhận ra tầm quan trọng của việc nhìn thấy tiềm năng trong các cơ hội đầu tư vào bất động sản, bao gồm cả bất động sản thương mại. Tuy nhiên, những người Canada thuộc thế hệ sinh trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1996 dường như đang có cơ hội lớn về đầu tư vào ngành bất động sản bằng cách mua ngôi nhà đầu tiên cho họ. Millennials là thị trường bất động sản. Nếu có một nhóm được hưởng lợi từ lối sống làm việc tại nhà và cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, thì đó là thế hệ Millennials, sinh trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1996. Trong số họ, một số người đang tìm cách vay thế chấp và mua căn nhà đầu tiên của họ. Thế hệ thanh niên đang trở thành phần lớn khách hàng tiềm năng khi họ đang có được sự ổn định về tài chính, lập gia đình và tìm kiếm căn nhà đầu tiên. Thế hệ này đã thành thạo với kỹ thuật số, họ có thể tìm hiểu về căn nhà qua các trang web online. Nhiều người thuộc thế hệ này đã có tiền trả trước cho dù là từ tiết kiệm hay nhờ các thành viên trong gia đình giúp đỡ. Việc sở hữu nhà ở thế hệ này cũng trở nên dễ dàng hơn do họ rộng rãi về tài chính để mua một căn nhà hay một condo. Ngành bất động sản luôn thay đổi. Cuộc khủng hoảng toàn cầu không thể hạ nhiệt ngành bất động sản. Năm tới, chúng ta sẽ thấy nhu cầu mua nhà của công chúng trên toàn quốc thậm chí còn cao hơn cả những năm vừa qua.
đã có dữ liệu cho thấy tác động của đại dịch sẽ dẫn đến giá nhà cao hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu mới nhất, chúng đã phá vỡ các quy luật kinh tế và khách hàng đang xếp hàng để làm việc với các nhà môi giới nhiều hơn bao giờ hết. Hoàng Lâm mời quý khách đón xem phần cuối trong video kỳ sau. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Hoàng Lâm tại số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà của Team Hoàng Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách và khoe hồng cho Team Hoàng Lâm chỉ có 1%. Hoàng Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.